Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 96, tại hội trường Vĩnh Nghiêm chúng ta tiếp tục triển khai nghiên cứu học kinh Pháp Hoa phẩm thứ 15 là Bồ Tát Tùng Địa Vọng Xuất kỳ thứ 35. Vừa rồi thì chúng ta nghiên cứu về phẩm thứ 14 là An Lạc Hạnh. Thì đại chúng để ý, hàng Phật tử tại gia cũng như xuất gia, mình đi chùa mình học đạo là cốt là để cho có an lạc. Mà khi nào mình thấy bản thân chưa có an lạc, trong gia đình chưa có an lạc, đó là mình tu chưa tốt, hoặc có thể là mình cái học và cái tu của mình sai lầm, chưa đúng chánh pháp. Phải để ý để mà điều chỉnh lại. Còn nếu như mình thực hành mà đúng chánh pháp là nhất định là có an lạc. Bởi vì Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Lời nói của Phật là Ngài diễn đạt và trình bày cái chân lý của vũ trụ. Sự thật như thế nào Ngài nói như thế ấy, gọi là chân ngữ giả. Thật ngữ giả là lời nói nhằm đem lại sự lợi ích cho mọi người và cho mình, chứ không có lợi kỹ tổn nhân, có vì lợi mình mà hại người khác. Bất dị ngữ giả là lời nói của Phật trước sau như một, là hướng dẫn và nhắc nhở cho mọi người đi trên con đường giải thoát. Đức Phật đưa ra những cái phương thức, những cái giáo lý mà để cải tạo phiền não vô minh ở về phần thân, về phần khẩu và phần ý, nó rất là rõ ràng. Và lời nói đó trước sau như một, vì nó đúng sự thật thì trước cũng phải nói vậy mà sau cũng phải nói vậy. Thế nên gọi là bất dị ngữ giả. Bất cố ngữ giả là người ta mà sợ những người ta lừa đảo nhau, người ta phỉnh phờ dối gạt nhau là tại vì quyền lợi cá nhân. Còn Phật thì không có gì một cái quyền lợi cá nhân nào. Bản thân Ngài có thể là thừa kế ngôi vị đế vương đó, vì là một hoàng tử mà, nhưng mà đã bỏ ngôi, bỏ nước, bỏ mọi thứ quý giá mà người ta gọi là hạnh phúc nữa ở trên cõi đời, để đi làm một cái người mà nhất bác thiên giao mạng, cô thân dạng lý du. Một mình bác mà đi sinh ăn ra đây mai đó, chỉ đi sinh tử sự mà giáo hóa độ xuống thôi. Chỉ vì giải quyết vấn đề sinh tử cho mình và cho mọi người mà đi giáo hóa suốt cả cuộc đời. Do vậy cho nên bất cố ngữ giả nghĩa là lời nói của Phật không hề có dối gạt bình thường. Cho nên là an lạc hạnh cho người tại gia cũng như cho người xuất gia là điều có thật, nếu chúng ta thực hành đúng, hoặc là chưa đúng trọn vẹn thì ít ra nó cũng phải có an lạc từng phần. Bởi vì những cái điều mà Đức Phật dạy gọi là giới là những điều răn cấm mà mình phải chừa, là cái từ đó đó, cái chữ giới đó ta dịch là biệt biệt giải thoát. Giới là phản âm gọi là ba la đề mộc xoa, thì dịch là biệt biệt giải thoát. Để mình giữ được bao nhiêu thì nó có an lạc bấy nhiêu. Cho nên nhất định là phải có an lạc. Dứt khoát là thể tu là có an lạc. Nó giống như là cái ly nước vậy, nó là ly nước đục toàn bộ. Nhưng mà nếu như mà mình tạo cái điều kiện mình để cho nó lóc một phân thì nó trong một phân. Mà nó lóc được hai phân thì nó ly nước nó trong được hai phân. Để cho nó lóc được ba phân thì nó trong được ba phân. Mà nước trong tới đâu thì tăng hiện tới đó. Thì cái sự giữ giới nó cũng vậy.
Mình giữ được một giới là nó thanh tịnh một phần. Giữ được hai giới thì nó thanh tịnh được hai cái phần ô trược ở trong thân thể. Giữ được ba giới thì nó lóng trong được ba phần ô trược của thân thể. Người Phật tử tại gia giữ được năm giới là nó lóng trong toàn phần của thân khẩu ý của người tại gia. Do vậy cho nên có người giữ được hai giới, nó trong coi như được hai phần của cái phần ly nước trong. Ba giới thì nó trong thêm một phần nữa. Việc biệt giải thoát là cái nghĩa như vậy. Hãy giữ được cái nào là có lợi, có an lạc của cái phần giới đó. Cho nên nhất định tu là phải có an lạc, không có an lạc là tu sai. Đó là về cái phẩm an lạc hạnh của người tại gia cũng như là của người xuất gia rồi. Bây giờ ta nghiên cứu cái phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Nói tới chữ địa là xin nhắc là tất cả nên học cái bài của Kinh Tâm Địa Quán. Tâm giới diệt trùng dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Câu hay lắm nè. Trong tam giới tâm là chủ. Người nào hay quán chiếu soi rọi cái tâm thì cái người này có được giải thoát. Còn người nào mà không quán chiếu, không soi rọi về cái tâm của mình thì cái người này bị chìm đắm ở trong luân hồi khổ đau liên tục. Cái này là có thiệt. Cái người quán tâm là quán thế nào? Ví dụ như bây giờ đây nào, mình nghĩ cái gì, mình biết mình đang nghĩ gì. Nếu mình nghĩ những cái điều mà nó bực bội, hoặc là nó thù hận, hoặc là nó tham lam, hoặc là lừa đảo gì đó, mình đang nghĩ vấn đề đó, mà nếu mà mình biết mình đang nghĩ vấn đề đó là vấn đề không tốt, vấn đề đó sẽ đem lại hậu quả khổ đau sau này, thế thì là ta chặn ngang cái đó, ta cắt, ta bỏ cái đó, gọi là samatha. Đó là người có quán tâm. À, biết rằng mình đang nghĩ những cái điều phạm với luật pháp, với hiến pháp, với giới luật của đạo Phật, không phải là người Phật tử. Người Phật tử không có quyền nghĩ như vậy. Mà bây giờ mình đang nghĩ như vậy, mình biết là mình đang nghĩ như vậy là sai. Đó là cái người gọi là năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát. Thế là hôm dài tôi đọc báo, tôi thấy quá trình giám đốc, phó giám đốc, chánh văn phòng, kế toán trưởng, những xí nghiệp mà sai hàng tỷ 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 của xí nghiệp, của nhà nước, của nhân dân, mà trước khi mà sai hàng tỷ 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 như vậy là nó phát xuất từ cái ý thức, từ cái tâm của mình. Mình phải lừa đảo kiểu nào, mình phải làm giấy tờ sổ sách kiểu nào để qua mặt kiểm soát, qua mặt nhà nước đây, và mình lấy tiền này rồi để mình đi làm gì, đều là có nghĩ hết rồi nó mới làm ra được đấy chứ. Nhưng mà tại vì là khi mà nghĩ điều sai lầm vậy, là cái người mà sai lầm này là lúc đó không có quan tâm, mà chỉ nhìn ra thấy tên là toàn là nhà lầu, là xe hơi, là danh vọng, là địa vị, là ăn, là chơi, là nhảy nhót, thấy cái đó nó sướng mà không ngó lại vào trong tâm, chỉ nhìn ra mà không nhìn vào tâm, không quán chiếu vào tâm. Cho nên những việc làm sai trái nó cứ diễn tiến đều tới. Thế thì người đó là bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Cái người không có quán tâm cho nên nó trầm luân. Trầm luân gì? Là nó chìm ở trong tội lỗi, rồi nó xoay dần ở trong cái khổ mừng giận thương sợ, khổ ghê lắm. Cái người mà nói đúng ra mà ăn xài tiền mà nó không có đúng với cái lương tâm, cái lương tri của mình, là coi bên ngoài như sướng thôi chứ người ta trầm luân lắm đó. Chứ luân tức là nó xoay dần vậy nè, nó chìm đắm và nó xoay dần ở trong cái sợ sệt, cái lo âu. Bây giờ đây nè, ông giám đốc gì đó mà đang bị tầm nã, giám đốc là xí nghiệp sơn mài gì đó, đang bị tầm nã. Tôi mới đọc báo hôm nay, hai ba tờ báo. Thế thì bất năng quán giả cứu cánh trầm luân là dứt khoát đúng. Năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát là cũng dứt khoát đúng, là chân lý mà. Chúng sanh cái tâm du như đại địa, cái tâm của chúng sanh nó giống như là dí, nó như là đất vậy. Đất thì là ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, tất cả các thứ cây trái bông hoa đều là nó sanh từ nơi đất. Đất sanh tất cả các cái loại thảo mộc, loại có bông, loại có trái, loại có cây, loại có củ,
nó có nhiều thứ chất bổ để dinh dưỡng nuôi sống cho con người, gọi chung là ngũ cốc ngũ quả, đều là nó sanh từ nơi đại địa. Cái ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, như thị tâm pháp, cái tâm của chúng sanh nó cũng y như vậy, cũng giống như vậy cơ, bằng như thị tâm pháp, những cái pháp mà thuộc về tâm, thuộc về nội tâm nó cũng giống y như vậy. Nó sanh ra thế xuất thế ngũ thú thiện ác. Cái tâm của chúng ta nó sanh ra những cái pháp thế gian và nó sanh ra những pháp xuất thế gian. Những pháp thế gian ví dụ như ta tu hành tam quy cũng từ cái tâm này sanh ra. Thọ trì ngũ giới cũng từ cái tâm này mà sanh ra để làm cho ta có sự an lành, sự hạnh phúc, đó là pháp thế gian. Thậm chí về cái mặt tệ lậu, về cái mặt tiêu cực của nó sanh ra tham sân si mạn nghi, phẫn hận phú não tật sanh, tràn ngập những cái thứ gọi là kiến tư hoặc là nguyên nhân của đau khổ, cũng do cái tâm sanh. Thế là nó sanh cả pháp thế gian, pháp thế gian xấu nhất và cái pháp thế gian mà nó đầy đủ, nó tròn đủ cái tư cách, cái phẩm giá của con người cũng do cái tâm sanh ra. Chứ mà như thế tâm pháp sanh thế, xuất thế. Xuất thế là ta tu pháp tứ đế để thành A-la-hán quả cũng do cái tâm của ta làm được. Ta tu giáo lý tập nhân duyên để nó thành ra cái bậc bích chi Phật cũng do cái tâm của ta tu và ta có thể làm được. Ta tu lục độ vạn hạnh để ta thành Bồ Tát, mà cuối cùng ta có thể thành vô thượng Bồ Đề cũng do tâm ta làm được. Do vậy mà ta gọi là như thị tâm pháp sanh thế, xuất thế. Ngũ thú thiện ác tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng đều do cái tâm của ta nó làm ra. Cấp ư Như Lai, hữu học vô học độc giác Bồ Tát, cấp ư Như Lai, thanh văn duyên giác Bồ Tát cho tới Như Lai cũng đều tâm của ta làm được hết. Dĩ tử nhân duyên tam giới duy tâm tâm danh ni địa, do cái lẽ đó, do cái ý nghĩa vừa nói đó mà tam giới tôi gọi là tam giới duy tâm, đều là do tâm ta tạo hết. Cho nên tâm ta gọi là tâm địa, tùng địa dũng sức, tức là từ nó tâm địa mình mà nó lưu xuất ra. Cho nên chữ địa này là phải học cái chữ địa đó, Bồ Tát tùng địa dũng sức, tức là cái hạnh Bồ Tát đó từ nơi cái tâm địa của chúng ta mà nó phát hiện ra, nó biểu hiện ra, triển khai giới thiệu về hàng hà sa số Bồ Tát từ nơi đất mà xuất hiện. Mà đất đây tức là nói cách khác là từ Bồ Tát hạnh nó phát xuất, nó biểu hiện ra được, nó có biểu hiện ra là từ nên cái tâm địa của chúng ta. Hồi nào giờ chúng ta không có quán cái tâm, thành ra chúng ta không biết rằng tâm ta có những cái khả năng mà nó biểu lộ ra vô số hạnh lại là cho chúng sanh, gọi là Bồ Tát hạnh mà chúng ta không biết. Ai cũng có Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh là cái hạnh lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh. Cái hạnh tự giác, giác tha. Cái hạnh kêu bằng hữu tình giác, giác hữu tình. Tức là hạnh Bồ Tát ai cũng có. Nhưng mà nếu không học Phật, không có quán chiếu vào nội tâm, thì cái hạnh Bồ Tát đó dù có, nhưng mà giống y như không có. Biết bao nhiêu người ở trên cái thế gian, người ta không có học Phật, người ta không có được hướng dẫn theo cái lời chỉ dạy của Phật đó mà, của kinh điển đó mà. Thì cái Bồ Tát hạnh của ta trong nội tâm ta vẫn có y như tất cả mọi người hết thảy vậy đó chứ. Nhưng mà người đó không hề biết có. Còn cái người mà có học đạo, có nghe lời hướng dẫn chỉ dạy của kinh Phật, có nhờ Phật khai thị cái tri kiến Phật của mình cho mình biết rồi, thì tri kiến Phật mà còn có ở trong mình, ở trong tâm của mình, huống chi là tri kiến của Bồ Tát, huống chi là hạnh của Bồ Tát. Mình là Phật còn được, huống chi mình là một Bồ Tát, là một hành động biểu hiện ra cái hạnh Bồ Tát lại không được hay sao? Cho nên là cái chữ Bồ Tát tùng địa dũng sức này là Bồ Tát này nè, là từ nơi cái tâm địa của mình mà xuất hiện. Nếu mình biết, nếu mình được quán chiếu tâm. Cho nên là đại chúng để ý rồi cố gắng mà quán chiếu cái tâm. Năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát. Người có khả năng, có thì giờ để ý mà quán chiếu cái tâm thì được giải thoát. Mà quán chiếu cái tâm như vậy, đối với bát chánh đạo thì gọi đó là có chánh niệm.
người có chánh niệm. Nếu mình khởi một cái niệm mà nó lật đi cái đạo đức, cái tính chất là có cái tính chất cái bằng thiện, thiện tâm sở, nó khởi lên cái niệm thuộc về tâm sở thiện, thì mình giữ gìn nó, mình phát triển nó lên. Còn nếu nó khởi lên những cái tâm sở thuộc về ác, ác tức là phiền não, phiền não vị tham sân si mạng nghi ác kiến, tùy phiền não vị phẩm hận phú não tạc sang, cuốn xiển như hải kêu vô tạp cặp vô quý, điều cử như hung trầm bất tính trên giai đại, phóng vật cặp thất niệm tán lọc bất chính chi. Cái đó là duy thức học, ở đây cũng nhiều người mê duy thức lắm, nhưng mà mê duy thức rồi là để nghe cho nó bùi tai rồi ngủ, là nó nhờ duy thức mà nó có là ngủ ngon. Chứ mà nghe rồi thuộc cái đó, thuộc cái đó rồi nếu nó khởi cái đó lên thì mình có cái chánh niệm, mình biết mình đang khởi cái đó. Có khi nó lỡ nó khởi rồi, lỡ khởi rồi, nhưng mà cái người có năng quán tâm giả đó, cái người mà có quán tâm á, lỡ khởi rồi người ta biết rằng lỡ khởi rồi, cái đó đã đủ quý rồi. Còn cái người mà có chánh niệm mà nó vừa móng khởi là người ta, ta lấy ngay, giống như cái cây mà cái loại cây cỏ nó vừa nảy ra những cái mầm cực mà nó sắp lớn lên, người ta lấy nó hồi còn nhỏ, ta không cho nó xanh, không cho nó lên. Còn như là có chánh niệm mà lỡ nó nảy, nó nảy mầm rồi, nó cao rồi, ta cũng biết nó là cái loại cây cây quan, ta đốn ta bỏ, cái loại gai gốc. Thì cái quan tâm cũng như vậy, có khi lỡ nó nóng giận rồi, nó khởi ý niệm bất thiện rồi, nhưng mà biết đó là bất thiện, điều chỉnh nó lại, coi như sửa bỏ nó đi, ta gọi là chỉ, ta gọi là samatha. Còn cái người thường thiệt đó, người thường mà không có học Phật gì hết đó, ta không có quan tâm là không hề biết. Không hề biết mình khởi niệm nào là đúng, có phước, niệm nào là có tội, là sai lầm, là người không có quan tâm. Thành ra năng quán tâm, quán cái tâm địa của mình hay lắm. Nói cho đại chúng vậy chứ còn tôi thì tôi cũng phải quán vậy đó, chứ không phải là tôi là ngon hơn nhiều lắm đâu. Nó cũng khởi lên sai lầm, nhưng mà có cái điều là biết nhiều ạ. Nó đúng ra là không có lần nào nó khởi mà không biết. Giá như nó có khởi rồi thì ngay sau đó là biết. Còn có những cái mà nó sắp khởi ra những cái ý niệm xấu mà biết trước thì cái đó cũng có khá nhiều. Rồi có những cái mà cái vô minh mình nó dày mà cái gọi là cái tập khí nó lâu đời đó mà nó cũng nổi bừng lên vậy. Nhưng mà rồi qua cái cơn nổi bừng lên tức là mình đã thua rồi đó, cho như là trộm cướp cho vô nhà rồi đó, không đóng cửa được, cho nó vô nhà rồi. Nhưng mà cái đó là lấy gậy gọc tống ra nè, thì nó cực hơn một chút. Và trong nhà có bị đổ vỡ một chút đồ đạc gì là phải chọi đánh cho nó văng ra, thì nó có đổ vỡ chút mà biết được nó trộm cướp đuổi ra còn hơn. Cái kiểu tu là phải vậy thôi. Cho nên là năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, và bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Cái từ đó rất là hay. Nên nó tùng địa là từ để tâm địa đấy. Bây giờ vô kinh, lúc bây giờ các Bồ Tát nguyện nguyên từ các nước phương khác lại, đông hơn các của tám sông Hàn, ở trong đại chúng đồng đứng dậy chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nhận lời, chúng con nguyện sau khi Phật diệt độ sẽ rộng nói kinh Pháp Hoa ở thế giới Ta Bà, để gia tăng tinh tấn và hộ trì những người đọc tụng sao chép cúng dường kinh này. Bồ Tát mà nhiều như số cát của tám sông Hàn, ở trong đại chúng. Phật đáp rằng: Thôi khỏi, này thiện nam tử, không cần các vị hộ trì kinh này. Vì sao vậy? Vì thế giới Ta Bà của ta tự có Bồ Tát đông như cát của sáu muôn sông Hàn. Cái số Bồ Tát kia là đông bằng tám của sông Hàn. Và Phật Thích Ca cho biết rằng thế giới Ta Bà có số Bồ Tát đông bằng sáu muôn sông Hàn, là 60.000 sông Hàn.
Những Bồ Tát và quyến thuộc ấy sau khi ta diệt độ sẽ có khả năng giữ gìn đọc tụng rộng nói kinh này. Thế thì là qua cái đoạn này đó, ta tư duy về cái ý tứ của kinh đó, thì ta thấy rằng là Đức Phật chú trọng rằng là cái khả năng tự lực của mình mới là quan trọng, mới là chánh yếu. Chứ còn mà nhờ ở nơi của tha nhân, cái đó không tốt đâu. Cho nên Bồ Tát cái là đông mà bằng cỡ số cát của 8 sông Hằng, nguyện hộ trì kinh Bát Hoa truyền bá giúp đỡ ở Ba Ta Bà Phật không nhận. Sách Nho có câu rằng cầu nhân bất như cầu kỹ. Mình mong cầu ở người khác không bằng là mình mong cầu ở nơi mình. Nhập sơn cầm hổ dị, khai khẩu kháo nhân nan. Vào núi mà bắt hổ còn dễ, còn mở miệng mà mặc nhờ cậy nên người ta cái gì khó lắm. Mấy câu đó là để nói lên cái tinh thần, những người mà là chủ trương cái tinh thần tư lực tư cường nên học mấy câu đó. Cầu nhân bất năng cầu kỹ, mong cầu ở người ta không có khó lắm. Nhập sơn cầm hổ dị, khai khẩu kháo nhân nè. Vào núi bắt hùng còn dễ hơn bỏ miệng cậy người ta. Cho nên Đức Phật đây là cái đoạn này là cái đoạn để muốn dạy cho mọi người về cái ý đó. Mọi người phải phát huy cái tính tự lực tự cường của chính mình. Chúng ta ở đời cũng vậy thôi. Nếu mà hy vọng ở nơi cái sự nghiệp của tiền tài của bà con, của cha mẹ để cho lại, đâu có bằng cái người tự lập. Cho nên có những người mà ở trong cái gia đình cha mẹ có của cải mà ta không thích. Ta không thích thì hưởng cái đó. Nếu cha mẹ tốt thì cha mẹ cho con, cho con ăn học, con để mà có được cái tài năng, cái nghề nghiệp rồi con sống. Còn của cha mẹ để cha mẹ xài. Cha mẹ thương con thì cho con tới cỡ đó là được rồi. Không hy vọng của cải sự nghiệp. Đó là những người con khó kiếm, mà cái người đó mới có độc lập tự do. Cho nên Ngài Quy Sơn á, Ngài Quy Sơn là đúc kết những cái tư tưởng này. Ngài nói rằng kim sanh tiện tu quyết đoán, mà tưởng liệu bất do biệt nhân. Và sự thật tất ý dòng duyên, bất giữ chi trần tác đối, tâm không cảnh tịch, chỉ bị cửu trệ bất thông. Ở trong cái đời này, sống trong đời này là tự mình định đoạt số phận mình, chứ nhờ người khác, hy vọng của người khác đâu có được. Không do ai khác giúp đỡ cho mình cái gì được. Giúp đỡ là bằng cái kiểu của Phật giúp đỡ đấy nè. Giúp đỡ bằng cái kiểu là dạy cho cái phương pháp tu hành. Bản thân Ngài thực hiện, Ngài tu tập giới định tuệ, thành tựu được cái trí tuệ, đạt tới cái đỉnh cao vô thượng rồi, Ngài nói lại những cái phương pháp tu hành đó, chỉ dạy cho chúng ta trong kinh điển. Tha lực là cái đó. Cho nên ở đây á, là Đức Phật nhằm dạy cho ta phát huy cái tự lực. Đừng hy vọng ở nơi bên ngoài, mà cái tự lực của ta lại còn nhiều hơn là cái sự giúp đỡ ở bên ngoài. Sự giúp đỡ bên ngoài còn hữu hạn, chứ còn phát huy cái tự lực của ta có thể nó bằng gấp mấy chục lần hơn. Thế thì Bồ Tát đó là ở đâu? Ở đây Đức Phật muốn nói rằng cái Bồ Tát đó là Bồ Tát tâm của chúng ta, là nó thiên biến vạn quá, trùng trùng điệp điệp. Cho nên là khi mà Đức Phật đã xác định quả Ta Bà mà có Bồ Tát đủ khả năng làm việc đó, tức thì Bồ Tát xuất hiện liền. Đây chúng ta sẽ thấy đi, Bồ Tát bắt đầu xuất hiện từ dưới đất xuất hiện. Cũng giống như ta nè, như tôi nói hồi nãy đó, mọi người đều có cái tâm Bồ Tát, cái hạnh Bồ Tát ở trong người hết à. Nhưng mà nếu mà không nhờ lời Phật dạy, không khai thị Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh của mình, thì cả đời mình không bao giờ biết mình có Bồ Tát tâm và Bồ Tát hạnh.
Cho nên giàu có cũng như không có, không có điều kiện, không có cơ hội để xuất hiện, để thi thố cái Bồ Tát tâm và Bồ Tát hạnh đó. Nhưng mà nếu mình biết, mình nhờ lời Phật nói, nhờ lời Thầy nói, nhờ lời kinh điển nói, lấy cái trí tuệ, cái Phật tính của mình mà soi rõ vào tâm mình, lấy Phật tính của mình mà soi rõ vào tâm mình, cũng như là do Phật biết rằng ở cõi Ta Bà có Bồ Tát, thì Bồ Tát ở dưới đất của cõi Ta Bà xuất hiện. Lấy cái Phật tâm, Phật tính của mình mà soi rõ vào tâm mình, thì Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh ở trong cái đất tâm của mình, nó sẽ biến qua vô số thiên hình vạn trạng để làm lợi ích cho cõi đời này. Gọi là Bồ Tát đông nhiều là cái nghĩa như vậy. Thế thì là khi mà Đức Phật đã xác định rằng cõi Ta Bà này có khả năng đủ người và đủ sức để truyền bá giảng nói thọ trì đồng tụng kinh Pháp Hoa, thì Phật nói lời này rồi, trong 3.000 đại thiên quốc độ có ở thế giới Ta Bà, đất đều rung động. Đất đều rung động nghĩa là cái tâm của mọi người nó chuyển biến, cái tâm địa của mọi người nó chuyển biến, bừng tỉnh ngộ rằng à, thì té ra tâm Bồ Tát của ta vẫn có hồi nào giờ mà ta không hay. Thậm chí tâm của ta là Phật hồi nào giờ mà ta không hay. Thế thì là gọi là đất chuyển động, tức là cái tâm của ta chuyển động. Đất, đất đây là đất tâm, tâm địa chuyển động, nó biến chuyển. Biến chuyển là hồi nào giờ mình có khả năng thi thố ra Bồ Tát hạnh, Bồ Tát tâm đấy chứ, nhưng mà mình chưa hề thi thố. Bây giờ nghe Phật nói à, mình có thể làm tất cả những cái Bồ Tát hạnh, có thể nghĩ ngợi bằng những ý nghĩ của Bồ Tát, gọi là Bồ Tát tâm. Có Ta Bà đất đều rung động, và trong lòng đất vô lượng ngàn muôn ức Bồ Tát đồng thời vọt lên. Các Bồ Tát ấy thân như vàng rồng, đầy đủ 32 tướng tốc, sáng ánh không lường. Trước kia trú trong hư không của chỗ thấp nhất ở thế giới Ta Bà, nay nghe tiếng của Phật Thích Ca nên từ chỗ thấp ấy mà xuất hiện đến. Bồ Tát ở trong lòng đất, đất tâm của ta. Tâm của ta mà khi mà đầy nhảy phiền não vô minh ô trượt, thì tâm của ta lúc bây giờ là cái đất tâm của ta, đó là cái đất của cõi Ta Bà. Cái tâm ta lúc đó, đó là nó trở thành cái đất tâm, mà đất tâm lúc đó là đất của cõi Ta Bà. Ngược lại mà cái tâm của ta mà thật thanh tịnh á, thì lúc bây giờ cái tâm địa của chúng ta bây giờ nó thành ra cái đất của cảnh tịnh độ. Cho nên tâm của ta cũng là Ta Bà. Cái đất tâm ta cũng là, tâm địa của chúng ta cũng là Ta Bà, mà cũng đồng thời cái tâm địa này nó thành ra tịnh độ. Cái này thí nghiệm bằng bản thân mình tự thấy. Ta Bà là gì? Mà khi nào mà mình sống toàn là mừng giận thương sợ yêu ghét, muốn phải quấy tốt xấu hơn thua, lấy bỏ tham sân si mạn nghi, tất cả những cái đó nó quay cuồng suốt cả ngày cả đêm, cả trong đời sống của ta không có một lúc nào khổ. Thế thì là cái tâm địa chúng ta, cái đất tâm của chúng ta là cõi Ta Bà. Nhưng mà bây giờ là ta hiểu được cái chân lý. Nhưng mà muốn hiểu được cái chân lý thì tôi xin mở cái ngoặc ở cái chỗ này nè. Coi như cái điều kiện này là điều kiện cần phải có. Người tại gia thì mình phải làm thế nào mà về cái mặt kinh tế đó mình phải ổn định. Ổn định đây không có nghĩa là người nào cũng phải giàu, nhưng mà ổn định đây là cái cuộc sống của mình không đến nỗi quá vất vả và cực nhọc. Mà ngang bằng tới cỡ nào đó là mình phải sắp xếp, mình tri túc, mình sắp xếp cái cuộc sống của mình, nếu dùng tri túc nó ngang bằng với cái có của mình cho nó ổn định. Thì cái người mà khá hơn cũng vậy, khá hơn thì đời sống mình tương đối là nó thanh thản hơn, nhưng mà mình cũng phải có cái chừng mực thiểu dục tri túc ngang bằng chỗ đó, ổn định ngang đó. Còn cái người mà lỡ giàu rồi thì cũng phải ngang, sắp xếp ngang bằng ở đó, ổn định ngang đó. Tôi muốn nói lỡ giàu chứ còn giàu không có dễ. Cái giàu mà nếu không khéo là nó là cái nguyên nhân của khổ đau. Hiện giờ hôm nay đây là tôi nghe toàn là những ông lớn, những ông giàu thất là giàu, tiền thất là nhiều, xài bạc tỷ 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 không.
nhưng mà nó là nguyên nhân của đau khổ. Đau khổ ghê gớm lắm. Thành cái tâm của những cái người mà thật giàu đó hoàn toàn là sống trong cõi ta bà không, chưa bao giờ có được cực lạc. Mặc dù là tiền của rất nhiều, ăn ở chỗ coi như sang trọng mà hoàn toàn là ở cõi ta bà. Còn cái người mà vừa đủ ăn đủ mặc mà tôi gọi là ổn định đây, có nghĩa là ví dụ mình làm tháng nó vô được mấy trăm ngàn, từ 300, 500, 600 gì đó, mà mình khéo sắp xếp cái sống của gia đình mà thiểu dục tri túc, gọi là sống có căn cơ, thì cái người ổn định gia đình như vậy thì nó biến chuyển ra cái nó thành ta bà hay là tịnh độ mới là dễ. Cái ta bà nó biến thành tịnh độ được. Người ta bằng lòng với cuộc sống của người ta, một tháng ta đi làm mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ, một tháng ta có 400 ngàn mà ta khéo sắp xếp là ta đủ chi tiêu trong nhà. Ta không tham vọng nhiều, ta không làm những cái điều mà trái lương tâm, trái đạo đức, tội lỗi gì hết. Ta nhắc nhở con cái chồng, con vợ chồng ta ăn ở, gói ghém bao nhiêu đó, gọi là ổn định, có nghĩa là công việc làm mình đâu đàng hoàng. Coi như đều đều mà chắc chắn là mỗi tháng mình có mấy trăm đó, mà mình bằng lòng là cái người đó có thể có tịnh độ được. Cái đất tâm của cái gia đình của người đó có thể có tịnh độ, là vì nó an lành. Tịnh độ cũng tức là cực lạc. Mà cực lạc là cái người mà không có lo toan, không có tính toán, không có đau khổ, không có tính lừa đảo, không có tính giật dòng, không có tính làm một cái gì nhiều nữa. Ta bằng lòng ngang cỡ đó. Thế thì cái người không giàu mà ta có, nó thành ra là cực lạc, là tịnh độ được. Cái điều mà tôi nói đó, các vị sắc xác minh lại các kinh khác coi. Tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Tùy theo cái tâm của mình nó thanh tịnh cỡ nào mà nó có ra cái cõi Phật thanh tịnh cỡ ấy. Muốn có cái cõi đất thanh tịnh gọi là cực lạc, là trước hết là cái tâm mình phải thanh tịnh, nó mới cực lạc được. Cho nên cái chỗ này phải để ý. Tôi muốn nói với các Phật tử là phải ổn định đời sống, không nhất thiết là nó phải giàu. Bậc thượng thì cũng được, bậc trung cũng được, mà thậm chí bậc hạ mà biết sử dụng cái đời sống cho nó đúng cách, có điều độ, bằng lòng thiểu dục tri túc, các vị sẽ có tịnh độ. Còn cái đời sống nói thành thật mà nói, nếu mà nó vất vả quá mà bảo người ta tu tốt, tu không nổi đâu. Do vậy cho nên tiền bối ta, cái dân tộc Việt Nam có những cái câu mà ca dao tục ngữ rất là hay, câu nghe rất bình dân giản dị mà nó là không cãi được, ta gọi là có thực mới vực được đạo. Nếu mà cái kinh tế gia đình mà cái mức sống mà nó không ổn, bảo người ta tu thật tốt, có làm sao mà bảo được hết rồi. Khó lắm, khó an tâm lắm. Muốn ăn mà nó không ăn được là ăn buổi sáng mà lo buổi chiều mà không bảo đảm, ăn buổi chiều lo ngày mai không bảo đảm, thế thì cái tâm làm sao mà an. Dù là không làm cái việc xấu đi nữa cũng phải lo cho có đủ gạo, cho đủ đồ cần dùng trong ngày, thế thì nó cũng làm cho mình bất an. Cho nên tìm ra cái cực lạc mà thật là cực lạc, ha? An lành đã khó. Vì vậy cho nên cái câu mà có thực mới vượt được đạo, phải để ý cái đó. Ngược lại cái người thật giàu mà không biết thiểu dục, không biết tri túc thì cũng không có cực lạc được. Cực lạc là cái cực là tột, lạc là vui, cái vui tột nó an lành, nó thanh thoát, nó thành ra cực lạc. Cho nên là Bồ Tát này đó thì vô lượng ngàn muôn ức Bồ Tát đồng thời vọt lên từ đất, vọt lên tức là từ trong tâm địa của mình mà nó xuất đầu lộ diện đó. Các Bồ Tát ấy thân như vàng lòng, đầy đủ 32 tướng tông. Ở đây mà sở dĩ ta thêm cái chi tiết là Bồ Tát cái thân vàng đó là để ví cho cái Bồ Tát tâm của chúng ta nó nằm, nó ngấm ngầm, nó bị chôn vùi ở trong cái tâm, ở trong cái đất ngũ trược ta bà từ kiếp này qua kiếp khác lâu đời lắm rồi. Nhưng mà nó không có mục. Nó giống như vàng vậy đó. Dầu bị chôn ở chỗ đất bùn, đất dơ, chỗ ẩm ướt, cái chỗ xấu xa nào, vàng nó không có mục. Cho nên ta dùng cho nó cái thân vàng là ý vậy. Nghĩa là cái lúc mà hàng bao nhiêu đời kiếp đi nữa, cho tới ngày nay là 60 tuổi, ví dụ vậy, mà mình chưa bao giờ phát hiện được cái Bồ Tát tâm đó. Nhưng mà bây giờ đây mình mới nhờ thầy lành bạn tốt
triển khai thể thấu tri thức, làm cho mình quán chiếu, mình nhìn lại nội tâm mình, quán tâm mình thì mình thấy cái Bồ Tát hạnh đó bây giờ nó hiển lộ ra, nó vẫn vàng ánh, nó vẫn mới tinh, chứ nó không có mục, không có mất. Hồi đó bây giờ không hề sử dụng, giống như không hề có, vậy mà ta chừng phát hiện ra được thì làm những cái hạnh Bồ Tát, những hạnh lợi mình lợi người, nó vẫn mới tinh. Giống như vàng dầu dơ mấy ở chỗ nào mà lượm lên mà kỳ mà cỏ mà chui thì nó vẫn mới tinh, đem ra bán nó lúc này là cũng là 5-2 mới tinh vàng. Cho nên là vì sao mà Phật A Di Đà người ta cũng dùng cái từ, cái chữ thân kim sắc, A Di Đà Phật thân kim sắc. Cái thân Phật A Di Đà là vàng, mà vàng bằng cái chất vàng ấy, chứ không phải là quỳnh là vàng, là cái màu vàng nó khác. Còn kim sắc là vàng của vàng y. Bồ Tát này cũng cái thân vàng y là ta nói như vậy đó, nghĩa là nó không có rỉ sét, nó ở trong cái đất Ta Bà, nó bị chôn, nó bị ngấm lâu, thiệt là lâu, từ đời này qua đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác, nếu chưa phát hiện được nó. Giống như vàng chôn như tất cả những cái chỗ bùn nhơ ẩm ướt gì đó, chưa phát hiện được đó là nó nằm im đó. Mà khi mà bươi mà móc mà bới ra được mà lấy lau chùi thì vẫn bán giá giống nhau 5-2. Cho nên là nói thân Bồ Tát là thân vàng là cái chỗ đó. Và trước kia là Bồ Tát này trú ở trong hư không, ở cái chỗ thấp nhất của thế giới Ta Bà. Đáng lẽ là vậy, là ở chỗ thấp nhất của thế giới Ta Bà, mà đây của chỗ thấp nhất ở thế giới Ta Bà là nó đảo sai. Trú trong hư không, ở cái chỗ thấp nhất của thế giới Ta Bà là vì Bồ Tát này á ở trong thế giới Ta Bà, mà đây ta dùng cái từ mà trú trong hư không. Thật sự ra nếu mà ta chưa phát hiện được cái Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh của ta, thì trong cái tâm địa của chúng ta nào có thấy có Bồ Tát đâu, có thấy ở chỗ nào đâu. Cho nên nó trú trong hư không là vậy. Bồ Tát trú trong hư không ở thế giới Ta Bà. Ở thế giới Ta Bà thì những cái mà nó nổi lên á là tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang, nghĩa là kiến tư hoặc, nó ở trong cái đất Ta Bà tâm này đó, hàng ngày nó bộc lộ lên, nó làm cho người ta dễ thấy, nó như núi, nó như đồi, nó như là đất, dễ thấy lắm. Còn Bồ Tát mà ở trong cái thế giới Ta Bà này là ở cái chỗ thấp nhất, mà ở trong chỗ hư không, có nghĩa là bình thường không bao giờ thấy, mà chỉ thấy những cái phiền não vui nó biểu lộ ra trong cuộc sống của cái đất tâm Ta Bà này. Bồ Tát tâm thì không thấy, mà nhờ Phật xác định rằng có Ta Bà, có Bồ Tát, thế thì là bây giờ Bồ Tát này mới xuất đầu lộ diện. Cái này mình học rồi mình nghiên cứu cái tự thân của mình, đại chúng nên nhớ rằng là kinh của Phật là toàn là nói cái chuyện mà để mình cải tạo về cái tâm mình, để về cái bệnh tâm của mình tỉnh thức, giác ngộ cho cái phần trí tuệ của mình. Để vậy tất cả đều là hướng về cách tu sửa tâm linh hết. Nghe tiếng của Phật Thích Ca nói thì từ chỗ thấp ấy mà xuất hiện Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh mình có mà cũng như không có. Mỗi Bồ Tát đều là bậc thủ lãnh dẫn đường cho đại chúng, và mỗi vị đều có hoặc là 6 hoặc là 5, 4, 3, 2, 1 muôn hàng hà sa quyến thuộc, hoặc một hàng hà sa, nửa hàng hà sa, một phần hàng hà sa, hay là một phần trong ngàn ức na do tha hàng hà sa, hoặc từ ngàn muôn ức na do tha sụp lần xuống cho tới một muôn, 1,110,000,403,1 quyến thuộc đệ tử. Lại cũng có những Bồ Tát chỉ có một mình thích hạnh viễn ly, tất cả số kể. Cái điều này nói rằng là Bồ Tát mà nó có quyến thuộc đông như vậy, để nói lên rằng là nếu mà cái tâm của ta mà phát lên cái tâm lành thì nó diễn biến vô cùng cách thức, cái phương thức mà chúng ta có thể làm lành, làm lợi lạc cho chúng ta. Chúng ta không biết chúng ta có Phật tâm, chúng ta không biết chúng ta có Bồ Tát tâm thì thôi, chứ mà biết được rằng là mình là có khả năng làm Phật sự, phát đại Bồ Đề tâm, thực hành Bồ Tát hạnh thì vô số cách
để làm phước. À, cúng dường Tam Bảo cũng là một cách làm đi giúp cho những người nghèo khổ, bệnh tật ở trong các dưỡng lão, những cái trại và nhà mồ côi, những cái trẻ khuyết tật, những cái người bị bệnh nan y, mình ta được nhà nước bảo hộ đó, bây giờ mình gom vô hoặc bằng tiền, bằng giải, bằng áo, bằng quần mình cho, nó diễn biến ra đó. Từ cái Bồ Tát, cái tâm lành mình nó diễn biến ra nhiều cách lắm. Rồi cho bảo lục cũng được, rồi thì ủng hộ cho người ta mượn vốn để người ta gọi là sau đó giảm nghèo, đều là Bồ Tát hạnh hết. À, rồi chẳng những vậy, chẳng những cho mượn vốn theo cái kiểu sau đó giảm nghèo, mà lại còn ai đó là thấy người ta cần vốn là kêu cho mượn. À, nói rằng này tôi nhớ tôi cười tôi quá hổng sợ, tôi kêu tôi cho người ta mượn rồi hứa là hổng sợ cô vậy trời. Nhưng mà nói vậy thì thành ra mình còn trụ tướng phải không? Cái đó là thiệt chứ. Nhưng mình đừng có tưởng cái đó là mình phải phòng thủ trước. Ví dụ như mình cho người ta mượn mà nếu mà lỡ mà người ta chưa có trả được á, hoặc ta đáp được, đừng có đau khổ, cái đó mới tốt. Nó diễn biến bằng một muôn ngàn cách. Cho nên ở đây ta nói Bồ Tát nó đông vậy, nó có nguyên thuộc đông là cái nghĩa vậy. Rồi giúp cho bên cái trại thuốc nam, ví dụ vậy, phòng thuốc nam phát triển, ủng hộ cho người nghèo không có nghề nghiệp, ta làm cái nhà mai, người ta mai văn minh mà văn minh, làm những cái điều mà lại lại cái chúng sinh thì nó nhiều kiểu nhiều mặt lắm. Hoặc là dạy cho ta làm tương, ta làm cháo, dạy ta làm nhang, dạy ta làm bánh, ta đi bán. Thế thì là nó có thể là nó diễn biến ra nhiều cách. Cho nên đây ta nói là Bồ Tát nguyên thuộc cái đông này, nó biết được có Bồ Tát ở Ta Bà thì Bồ Tát xuất hiện ao ao, mà từ Bồ Tát đó lại còn có thêm nguyên thuộc vô số. Cho nên là khi mà cái người ta mà biết làm đạo rồi là biết bao nhiêu kiểu để làm đạo, biết bao nhiêu kiểu để làm phước, nhiều lắm. Ý nói như vậy đó. Từ dưới đất giọt lên rồi các Bồ Tát ấy đều đến ngọn tháp bãi báo nhiệm màu trên hư không, là chỗ Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca đang ngự, vấp đầu xuống chân làm lễ, rồi lại đến cái tòa sư tử dưới cội báo chỗ Phật ngồi mà làm lễ. Xong các vị đi quanh bên mặt Phật ba vòng rồi chắp tay cung kính chiêm ngưỡng Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Hồi nhỏ tôi học đọc vậy là không có nhầm gì đó. Bây giờ đã học tôi mới thấy rõ. Bồ Tát xuất hiện như vậy, nguyên thuộc đông nhiều như vậy, là để nói lên là cái hạnh Bồ Tát nó diễn biến ra là vô lượng cách để làm lợi lạc cho chúng sinh. Và nói chuyện nó xong rồi thì bây giờ các Bồ Tát đều là hướng về Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Tại sao vậy? Bởi cái lẽ là Phật Đa Bảo là bản giác, Phật Thích Ca là thị giác. Thế thì bản giác, thị giác và hợp nhất lại rồi, đó là cái mục đích cuối cùng của Bồ Tát mong đạt đến, là đạt đến cái chỗ đó. Nói một cách khác, Bồ Tát là những người còn đang tu nhân, mà Phật Đa Bảo, Phật Thích Ca, bản giác, thị giác mà đã hợp nhất rồi á, tức là cái đạt đáo điểm đó, cái điểm mà cần đạt đến đó, nó đã trọn trọn lành, trọn đủ, tròn đầy rồi. Thế thì là Bồ Tát là những người còn tu nhân, ta gọi là nhân địa. Chữ địa nữa, cũng dùng chữ địa nữa, chữ địa cũng giống như là đất mà nó sinh ra ngũ công ngũ quả vậy đó. Bồ Tát là những người tu về nhân địa, mà Phật Đa Bảo và Phật Ca là quả địa. Cho nên dầu Bồ Tát đông nhiều như vậy rồi cũng phải hướng về hai Như Lai. Mà hai Như Lai, nói hai Như Lai chứ kỳ thật là một đó. Bởi vì thật sự nó chỉ có bổn giác thôi. Mà bổn giác là tượng trưng cho Đa Bảo, là bổn giác là cái giác tánh vốn có của mình. Còn Phật Thích Ca là tiêu biểu cho thị giác, là phải tạo cái điều kiện thị giác để mà trở về với cái bổn giác vốn có. Cho nên đó rằng là các Bồ Tát đến diện kiến hai Như Lai. Hai Như Lai chứ kỳ thật là một. Là vì cái bổn giác là cái duyên có, cái thể giác là cái duyên có cái điều kiện để trở về cái địa vị bổn giác. Mà trở về thì bổn giác là coi như tới cái đích mà mình muốn đến.
cho nên là Bồ Tát rất đông như vậy. Chúc điện xong rồi, làm lễ xong rồi là nghĩa là các vị để hướng về hai như là, tức là hướng về cái quả địa. Cho nên là cũng như mình tu đây là mình tu rất là nhiều hạnh đấy, như nói đã giờ là nhiều hạnh lành lắm, về tâm về khẩu về ý, rồi tâm khẩu ý nó biến dạng ra vô số cái hạnh lành để làm lợi lạc cho mình, cho người, cho chúng sanh. Nhưng mình hướng về cái gì? Hướng về cái quả giải thoát giác ngộ, trở về với cái Phật tánh vốn có của mình. Mà thiền gia ta gọi là bản lai diệt mục, tức là cái bộ mặt, cái mặt và con mắt, cái bộ mặt thật của mình vốn có từ hồi nào tới giờ, trở về cái đó. Cho nên nhân địa là hướng về quả địa. Từ lúc các Bồ Tát xuất hiện cho đến khi làm lễ xong tán Phật, một khoảng thời gian trôi qua lâu 50 tiểu kiếp. Bây giờ Đức Thích Ca ngồi yên nín lặng, 4.000 đệ tử cũng đều nín lặng. Nhờ sức thần Phật, đại chúng thấy 50 tiểu kiếp trôi qua như nửa ngày. Cùng một lúc, mà cũng nhờ sức thần Phật, bốn chúng thấy Bồ Tát đầy khắp hư không của vô lượng ngàn muôn ức quốc độ. Này, cái vấn đề 50 tiểu kiếp mà chừng như nửa ngày, cái này tôi nói nhiều lần. Những vị nào mà muốn hiểu được cái này cho kỹ là bản thân mình phải tư duy, phải quán chiếu bằng gọi là tu thiền. Mà trong 10 cái quyền duyên khởi ta gọi là thập thế cách thấp dị thành một. Nó nghe trong một đời này nè, nó đầy đủ 10 đời. Mà 10 đời là bạn sẽ chia cho nó nhỏ quá vậy đó, chứ kỳ thật là trong một, ngay trong cái đời hiện tại này nó đã có quá khứ hiện tại và vị lai. Rồi trong quá khứ ta chia ra quá khứ hiện tại vị lai, trong hiện tại ta chia quá khứ hiện tại vị lai, trong vị lai ta chia quá khứ hiện tại vị lai. Thành ra ta gọi là 10 đời. Chứ kỳ thật là nói cho nó gọn dễ hiểu là ngay trong một đời hiện tại nó có 3 đời. Cho nên 3 đời nó ở trong một đời. Do vậy mà vấn đề thời gian không có gì, không có nghĩa gì quan trọng gì cả. Mình đang ngồi đây là vừa sanh, vừa sanh, sanh tức là trong tương lai cái gì, nó tiến tới sự sống mà. Vừa trụ tức là mình đang còn đây, vừa diệt tức là đã qua. Tôi đang nói câu nói tôi vậy này, vừa có quá khứ, vừa hiện tại, vừa có tương lai. Bởi vì trong cái hiện tại nó đã có cái sinh diệt mà mình không có lường được cái thời gian thôi. Và lại nữa đó, một cái ý mà rất tế nhị là nếu ta nhìn vật chất trên cõi đời này là thật có, thì ta thấy có quá khứ hiện tại vị lai rất là rõ. Bởi vì cái thời gian đó là dựa trên vật chất mà người ta nhận thức, ta khái niệm về nghĩa thời gian. Thí dụ như dựa vào quả địa cầu này, từ nó dựa tới cái quả địa cầu này, căn cứ quả địa cầu này mới có ngày hôm qua ngày nay đó. Là tại vì mình căn cứ cái quả địa cầu này, quả địa cầu này nó xây 24 tiếng, nó dắt một vòng. Do vậy cho nên là lấy cái mặt trời làm chuẩn, thì nó xây 12 tiếng đầu thì nó gọi là ngày. Mà nó xây ra 12 tiếng sau thì cái phía ngày đó nó trở qua, nó thành là đêm. Mà có đêm thì là cái ngày, nó cái ngày trước nó gọi là ngày đã qua, gọi là quá khứ. Là do mình dựa trên cái điểm của cái quả địa cầu. Chứ còn trong cái không gian vô tận này, đâu phải chỉ có cái quả địa cầu này. Mà nếu mà mình nói cái quá khứ mà dựa theo cái quả địa cầu này, mình định cái nghĩa quá khứ, định cái nghĩa thời gian, mà mình cho là bao lâu năm thuộc về quá khứ, bao lâu năm thuộc về hiện tại, nói cái đó không được. Cho nên đây là về cái mặt. Cái mặt này là mình phải tư duy mình mới thấy rõ. Mình có thể thí dụ một cái để cho mình dễ nhận là cái thời gian mà nó lâu mà nó trở thành mau, mà mau nó trở thành lâu đó, là ngày vui ngắn chẳng đầy gian.
trông ra ác đã ngậm gương non đoài. Ngày cũng ngày đó, cũng 12 tiếng vậy. Nhưng mà với mà cái người mà vui, cái người mà cần cái ngày kéo dài ra, bởi vì cuộc vui ta cần kéo dài. Thế thì là cái người vui này đã thấy cái ngày nó ngắn. Ngược lại cái người mà bị những cái khổ lụy vô cùng đau thương, nhức nhối vô cùng đau thương á, thì cái người này thấy một giờ đồng hồ nó dài hết. Cái chỗ đó là chúng ta thử thí nghiệm đều là thấy biết được. Cho nên giữa cái sức thiền định trí tuệ, cái sức thành Phật mà người ta sống ở trong thiền định, thì cái vấn đề thời gian dài ngắn nó không thành cái vấn đề như là cái tưởng tượng của chúng ta. Cho nên 50 tiểu tiết mà coi như là nửa ngày. Mấy bữa nay tôi có đọc một cái tờ báo, tôi cười cái thú vị của người ta nói chuyện chơi mà rất là có duyên. Có một người nọ đi khám bệnh bác sĩ. Bác sĩ coi hết ngũ tạng của phủ rồi kết luận rằng nó là cái bệnh của ông không sống hơn 3 tháng. Nếu muốn ông muốn sống dài hơn là ông kia hỏi thì có cách nào để sống hơn được? Nói được, ông có thể sống dài hơn được, nhưng mà phải có điều kiện là ông kiêng ăn tất cả những cái thứ gì? Kiêng rượu, kiêng trà, kiêng thuốc, kiêng ăn dầu mỡ, là kiêng ăn đồ chiên xào. Ông chỉ uống nước và thỉnh thoảng mấy ngày ông ăn được một chút cá mà cũng không được chiên, cũng không có được muối. Mà ông nên ở nằm trên giường và trong một cái phòng nhỏ nhỏ hẹp mình thương nằm trên giường mà không có được đi nhiều. Thì ông bệnh nhân hỏi vậy chứ rồi nếu mà kiêng như vậy, mà đúng như cái cách hướng dẫn vậy là tôi sống dài hả bác sĩ? Ông nói không, bác sĩ nói không, trả lời là không. Cũng vậy thôi, nhưng mà ông thấy ông sống dài hơn. À, cũng 3 tháng thôi, nhưng mà ông thấy ông sống dài hơn. Thật ra nó giống như là ông sống dai vậy đó, nhưng mà kỳ thật là cũng 3 tháng. Sống dài thiệt, ăn cái gì cũng không cho, đi chơi cũng không cho, mọi thứ vui thú đều không cho hết, mà ở trong cái phòng, mà thường nằm trên giường. Thế là cái ngày nó dài biết bao nhiêu. Cho nên cũng 3 tháng mà có khi nó thấy nó khổ sở gần bằng 30 năm. Thành ra câu chuyện tôi đọc tôi rất là thú và tôi thấy cái đạo lý này. Cũng 3 tháng, nhưng mà ông thấy ông sống dài hơn. Thật sự vậy. Còn nếu mà đem mà cho chơi đủ thứ vui vẻ, thích thú này kia thì ông thấy 3 tháng ngắn, là quá ngắn thì ông đau khổ tiếp tục. Mà cho trị bằng cái kiểu đó thì thấy là nó chán, cái tầm nó sống dài quá dài. Cho nên vấn đề thời gian này, điều thứ nhất là do phát xuất từ cái tâm. Người ta thấy giảng pháp nó như quyển rồi thì cái khái niệm về thời gian không còn nữa. Ngay trong cái hiện tại này nó đã có cái thời gian của vô số tỷ năm về tỷ 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 năm vô cùng vô cực của vũ trụ nhân của cái vũ trụ này. Nếu người ta xóa bỏ đi cái niệm vật chất để làm cái chuẩn, tại mình dựa trên vật chất mình làm cái chuẩn cho nên mình mới thấy thời gian rõ rệt. Dựa vào con người làm chuẩn cho nên thấy cái người tóc bạc là biết là 60, 70, 80, còn cái người mà còn trẻ trung là biết là 18, 20, 25 là dựa vào người làm chuẩn. Dựa vào cái nét mặt, cái vẻ đẹp, cái dáng mạnh mẽ làm chuẩn thì mới là có vấn đề thời gian. Dựa vào cái áo bạc màu hay cái áo mới mà biết áo này mai 3 năm hay 5 năm. Chứ còn nghĩa là với cái trí tuệ nhận thức của người ta là vạn pháp này không có cái gì để làm chuẩn cả, nó là nhân sinh, nó là nhân quyết cả, thì lấy cái gì mà để làm cái chuẩn để khái niệm về thời gian lâu dài. Do cái chỗ đó cho nên học lại kinh Di Ma Cật. Hỏi ông Di Ma Cật về cái pháp môn mà ông đạt tới cái chỗ mà bất nhị của ông trình bày sao? Không nói một câu. Tất cả ông kia nói rằng tôi thì do giữa vấn đề thiện giả mà tôi tỏ ngộ được thiện, nó không có cái tính thiện cố định, và ác không có cái tính cố định. Mà thiện ác là do cái ý niệm của con người. Do vậy mà tôi tư duy quán chiếu thấy được cái tính dai không của tính thiện ác, cho nên tôi khải nhập được pháp môn không hai. Không còn hai, có thiện ác.
Ông thì nói rằng tôi là tôi cho rằng là vấn đề hữu lậu vô lậu là ai. Mà thật sự cái tánh mà gọi là hữu lậu đó, nó cũng là phát xuất từ cái tánh vô lậu. Mà cái tánh vô lậu mà có vô lậu là nó cũng dựa trên cái hữu lậu mà nó có. Chứ kỳ thật ra thì tư duy cho cùng là hữu lậu và vô lậu, không có cái nào là cái cố định của cái tánh hữu lậu, cũng có cái nào là cái cố định phát xuất từ cái tánh cố định của vô lậu mà ra. Thế thì tôi thấy là hữu lậu vô lậu không còn có hai nữa. Do vậy mà tôi thể nhập, tôi chứng nhập được cái chân lý rằng không có hai. Thế là còn dựa vào, còn dựa vào sự kiện, dựa vào pháp môn, dựa vào khái niệm tư duy. Tới trình hỏi ông Như Bà Cận yêu cầu ông nói cái pháp môn mà ông thể nhập pháp môn trong hai coi. Ngồi nín thân, ông nói câu gì vậy? Cả hội trường hồi hộp chờ coi ông nói gì. Nín thân, nín hồi ông Văn Thù nói, à đúng, cái pháp môn không hai là tại vì mình thấy có hai là mình diễn đạt, chứ còn người ta nhìn dạng pháp giải không như sinh như quyển rồi thì ta đâu có vấn đề hữu lậu vô lậu, vấn đề thiện vấn đề ác, vấn đề phải vấn đề sai gì đâu. Do đấy cho nên không có chuyện gì để nói, ta gọi là ngôn ngữ đạo đoạn. Nhất thiết như pháp tùng bổn vị lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, bất khả phá hoại, cố nhân chân như. Các pháp là chân như, không có nói cái gì được hết. Tại vì mấy ông thấy có hai, tại vì mấy ông thấy có ghét cho nên là ông mới tìm một người thương. Vì thương mà thương rồi nó thất vọng người thương cho nên á ông sinh ra đau khổ, rồi ông quá giải được cái tình thương là đau khổ đó, rồi ông cho rằng là cái hay của ông hả. Chứ còn tôi đối với người ghét tôi cũng không có thấy ghét, người thương tôi cũng không có thấy thương. Thế thì ông hỏi tôi vấn đề thương ghét sao tôi nói. Tôi không có thương người nào và tôi cũng không có ghét người nào hết. Thế thì hồi nào giờ tôi lại chỉ còn một cái là cái không có gì, cái duy nhất không có gì, bảo tôi là nghị luận về vấn đề không hai. Tôi lấy cái gì đâu tôi nói hai, cho nên không có gì nói hai. Cho nên cái chỗ không nói là vậy đó. Cái thời gian, cái nghĩa thời gian cũng vậy. Nhìn bằng giảng pháp gia không, diêm sinh như quyển sẽ không có gì để nói. 50 tỷ kiếp hay là 1000 tỷ kiếp cũng vậy thôi à. Nó cũng thông đồng nhau à. Cho nên là cái kinh Như Ma Cận các đại chúng để ý vấn đề pháp môn không hai nó sâu sắc kỳ lạ. Bây giờ mình lấy một cái mà để cho mọi người ai cũng biết đó, dễ nhận thức nhất là mình lấy cái vấn đề ở thế gian này là cái tình yêu đi. Một người mình yêu, một người mình yêu ghê gớm, một người mình ghét ghê gớm. Thế thì hai cái đó là hai cái trạng thái, hai cái thái cực đó đều là nó gây khổ sở cho ta. Thế thì là bây giờ này mấy tu tỉnh ha, ví dụ như giờ tu tập, à tôi thấy thì thế thì cái người ghét mà mình ghét người ta cũng không có làm gì được người ta. Mà giá như mình cái người mình ghét đó mình có giết họ chết đi nữa thì cái quả đất này nó cũng phải là dành cái chỗ đó để cho mình ở, cho nên thôi ghét người ta hành vi không ghét. Còn người mình yêu mình tha thiết, mình tính gửi gắm cái sinh mạng cuộc đời này cho người mình yêu nè. Nhưng mà rồi sự thật nó đâu có yêu mình giống như cái mình tưởng. Ít bữa nó ôm cầm nó sang thiệt khác, nó sẽ kiểu kiều quá. Thế thì là mình đau khổ. Đau khổ rồi nói à, thế thì là cái vấn đề yêu nó cũng không có thiệt. Thế thì là cái yêu nó cũng giả ha. Thôi thì bây giờ giải tỏa đi vấn đề yêu đi. Không yêu nữa thì nó không có khổ vì yêu. Bên đây không ghét nữa thì không khổ gì ghét. À thế thì không thương giống như thương cô A, không ghét giống như ghét cô B. Thế thì là bây giờ mình đồ chuông qua, mình chứng nhập được pháp môn không hai là không yêu và không yêu và không ghét. Đem hỏi một ông thầy tu, thưa ông chứ còn cái pháp môn không hai của ông đó như thế nào? Ông này ông đứng thinh. Ông nói tôi không có yêu, tôi cũng không có ghét. Và tôi tu hành cho nên tôi không có cái gì mà tôi gọi là đáng lấy và cái gì để đáng bỏ. Trên đời này cũng có cái gì đáng khen, bởi vì cái mà mình gọi là khen đó thì thật cũng tương đối thôi chứ đâu có tuyệt đối gì đâu. Và cũng có cái gì đáng chê. Cầu tìm một cái mà không chê ở trên cõi đời này không có. Tìm một cái mà khen được trọn vẹn trên cõi đời này cũng có. Do vậy tôi không khen, tôi không chê. Thì vẫn như thế nào tôi thấy như thế ấy. Do vậy cho nên hỏi về cái pháp môn mà ông không hai ông đó, tôi thì do cái
cái có hai mà tôi thấy được cái tính chất không hai cho nên tôi không khổ. Ông nói cái tính chất không hai của ông coi. Ông đã có gì nói không? Là vậy. Trên cõi đời này, cái điều thiện với ác là do có cái tâm phàm phu. Do cái tâm của người phàm phu cho nên cái tâm này nó có lúc thành ta bà mà có lúc nó thành tịnh độ. Mà thành ta bà là tại vì lúc đó là lúc mình sử dụng cái phiền não vô minh nó thành ra ta bà. Mà cái đó là theo đạo Phật thì cái đó là thuộc về cái loại hoặc, tức là kiến tư hoặc. Phiền não vô minh là cái loại kiến tư hoặc là do sống sai lầm mà ra. Chứ còn về cái mặt chân lý của vạn pháp, của cuộc đời, lẽ ra người ta phải xa lìa những cái hoặc đó mới là đúng gọi là cái nhân bản của con người. Nhân bản của con người là Phật, cái tánh của nó là tánh Phật. Nhưng mà tại mình sống sai, nó mới sinh ra tham sân si mạng nghi, sinh ra thân kiến biên kiến tà kiến là do sống sai. Vấn đề thời gian lâu dài qua con mắt của Bồ Tát là vậy đó, thấy được tính chất vạn pháp vạn không, thì 50 tỷ kiếp cùng với cái tích tắc không khác gì nhau. Trong số Bồ Tát ấy có 4 vị đứng đầu, 1 là thượng hạnh, 2 là vô biên hạnh, 3 là tịnh hạnh, 4 là an lập hạnh. Bồ Tát là đông vậy đó, nhưng mà đứng đầu là tịnh hạnh, ý nói rằng là cái hạnh của chúng ta mà phát khởi ra cái hạnh lành để mà lợi mình lợi người á, để có sự giác ngộ giải thoát là phải có cái thượng hạnh, tức là hạnh của bậc thượng, của bậc thượng thượng nhân. Vô biên hạnh là cái hạnh mà nhìn mọi người bình đẳng mà không có thương người nào mà ghét người nào, nó giống hư không, giống như hư không vậy. Hư không chứa đựng tất cả sự vật hiện tượng, kể cả mọi người, thượng cầm hạ thú, động vật, khoáng vật, thực vật, mà không có vì ai hết à. Nó bao la, nó trùm chứa vô biên vậy mà nó không có vì ai hết. Tịnh hạnh là hạnh thanh tịnh, hạnh trong sáng. Bốn là an lập hạnh là cái hạnh đứng vững ở trong một cái lập trường, một cái lý tưởng trong sáng. Bốn vị đó đồng chắp tay nhìn Đức Thích Ca, bốn vị kính nói: bạch Thế Tôn, Thế Tôn có được ít bệnh ít buồn và được an vui không? Những người đáng độ có thọ giáo dễ không? Họ không có làm cho Thế Tôn mệt nhọc chứ? Thế Tôn nói: đúng vậy, đúng vậy. Này các thiện nam tử, Như Lai an vui ít bệnh ít buồn, các hàng chúng sanh dễ mà quá độ, không có mệt nhọc. Tại sao vậy? Vì những chúng sanh ấy từ trước đến nay đời đời thường được ta quá độ cho, và chính họ cũng đã cung kính tôn trọng chư Phật trong thời quá khứ và trong các gốc lành. Các chúng sanh ấy thấy thân ta, nghe tiếng ta nói là liền tinh lãnh và nhập vào tuệ Phật, từ những người trước đã tu tập theo tiểu thừa. Đối với hạng này, ta cũng sẽ khiến cho nghe được kinh diệu pháp liên hoa và đi vào tuệ Phật. Cái đoạn này nó tế nhị vô cùng, nó sâu sắc. Như Lai đây, khi mà nói tới Như Lai là Như Lai giả là tức diệu pháp như nghĩa. Trong kinh Phật mà khi mà dùng cái từ Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như, hay là nói theo Phật mà gọi là ba thân Phật, gọi là pháp thân Phật. Đây là cái thể thanh tịnh đó, nó vô thủy vô chung, nó trường, nó thừa trường tồn và nó hiện hữu vĩnh cửu trong mọi đời. Cho nên có chúng sanh nào mà không được Như Lai giải đâu. Có chúng sanh nào mà không được Như Lai giáo hóa? Có chúng sanh nào mà không ở trong sự che chở, sự đùm bọc, sự giáo hóa của Như Lai từ đời này qua đời? Bởi vì Như Lai là Như Lai viên giác tâm, mà chúng sanh nào cũng có cái tâm đó hết. Còn ở Như Lai ít buồn, ít bệnh, ít khổ chăng? Như Lai ít buồn, ít bệnh, ít khổ, không có mọi sự khó khăn. Bởi vì Như Lai viên giác giữ tâm là cái chân lý đó, cái chân lý thanh tịnh đó, thì làm gì có buồn, có bệnh, có khổ, có não gì đâu. Và không có chúng sanh nào mà Như Lai không có giáo hóa. Bởi vì có trong tâm chúng sanh nào mà không có Phật tâm ở trong đâu.
chẳng qua là giáo hóa được ngang bằng với cỡ nào. Tôi nói ví dụ như ở trong chúng ta vậy nè, 400-500 người vậy nè ha, chứ mà Như Lai dạy mỗi người khác nhau hết à. Như Lai là một, Như Lai viên giác diệu tâm là Phật tri kiến của các vị là một, nhưng mà Như Lai dạy mọi người khác à. Người thì trong ngũ giới giữ trọn được năm giới, thế là toàn phần lưu bản tắc. Có người thì trong năm giới giữ trọn được ba giới, ta gọi là đa phần lưu bản tắc. Có người giữ được hai giới, ta gọi là thiểu phần lưu bản tắc. Thế thì cũng do Như Lai dạy hết, cũng được Như Lai độ, Như Lai giáo hóa hết, nhưng mà tùy theo căn cơ trình độ mà Như Lai giáo hóa. Như Lai tâm của các vị, chỗ này là phải để ý cái đó. Đọc cái này nè, rất là thích thú. Vì những chúng ta thấy từ trước đến nay, thường, đời đời thường được ta quá độ cho. Đời đời thường được quá độ. Không có đời nào mà cái Phật chất Như Lai viên giác diệu tâm của các vị bị mất rồi. Thế thì những cái việc lành của các vị, một đời của các vị mà làm được mỗi một năm một chuyện lành thôi, mà sống 70 năm là được 70 cái việc làm lành, cũng gọi là Như Lai quá độ đó. Còn nói chi những người mà tọa trì tam quy ngũ giới, tu hành tập thiện, thọ Bồ Tát giới, thì làm những việc lợi lạc chúng sanh, đó là Như Lai quá độ được. Được những người có căn cơ, có trình độ cao, đi nhúng mảnh trên con đường giải thoát giác ngộ. Còn những người giữ một giới, hai giới, ba giới, bốn giới, tới năm giới cũng đều là do Như Lai giáo hóa hết. Có ai mà không có Như Lai sẵn trong người để giáo hóa? Cái này nó mới hay. Nhưng mà cái hay này là phải tư duy sâu sắc. Tư duy sâu sắc mới thấy được cái ý tế nhị của kinh điển dạy cái phương pháp tu hành. Đấy, cho thấy là những cái người mà bất cứ là người nào, trong này là những cái người tiểu thừa là được Phật quả rầy đấy. Phật quả rầy về giáo lý, về tu tập tiểu thừa đấy. Nhưng mà đối với người này, ta cũng sẽ khiến cho họ được nghe được kinh diệu pháp liên quan và đi vào Phật tuệ. Người thanh văn cũng có cái chủng tánh Phật ở trong. Lúc bấy giờ Bồ Tát Di Lặc cùng 8.000 hàng xa Bồ Tát trong Phật pháp hội đều thầm lấy làm lạ cái việc vô số Bồ Tát đã từ đất vọt lên muốn giải nghi cho tất cả và cho riêng mình. Bồ Tát Di Lặc bạch Phật rằng: Nguyện Thế Tôn cho chúng con biết vô lượng Bồ Tát này từ đâu mà đến và nhóm hợp để làm gì? Ai đã thuyết pháp giáo hóa cho các vị ấy? Các vị đã theo ai mà phát tâm, đã thọ trì và thực hành kinh điển thế nào? Lại tu tập Phật đạo nào mà có được cái sức trí thần thông to lớn như thế? Bạch Thế Tôn, chúng con chưa từng thấy một việc như vậy. Con thường đi qua nhiều nước, gặp gỡ nhiều người, chưa hề biết một vị trong số Bồ Tát ấy. Vậy kính xin Thế Tôn nói cho con biết các Bồ Tát ấy ở nước nào đến mà hốt nhiên từ đất vọt lên. Chưa từng quen mặt là vì các vị Bồ Tát này trụ trong hư không, ở dưới thấp nhất của cõi Ta Bà, thì ông Di Lặc làm sao mà biết được. Bồ Tát này là Bồ Tát hạnh, là Bồ Tát tâm, mà ở trong cái cõi Ta Bà, mà ở cái trụ trong hư không. Cho nên ông Di Lặc chưa từng biết, chưa từng quen. Cũng như trong mọi chúng ta vậy, mọi người đều có Bồ Tát hạnh, Bồ Tát tâm vô số trong đó. Nhưng mà có ai quen được với các Bồ Tát đó đâu. Bây giờ đây thì chút xíu nữa ra đường đây, có những cái điều kiện người ta làm lành, người ta giúp đỡ cái gì, người ta cúng dường cái gì, người ta phục vụ cho chúng sinh nào đó, thế thì là cái hạnh Bồ Tát đó nó phát xuất ra. Bao nhiêu hạnh mà ai có ai gặp được mặt mày các vị Bồ Tát đó đâu. Vì đó là Bồ Tát tâm mà. Cho nên Như Lặc nó đã từng đi nhiều nước, vân du nơi này nơi nọ mà chưa hề gặp, chưa hề biết, là tại vì cái Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh ở trong lòng của mọi người, ở trong cái đất tâm của mọi người. Cùng lúc ấy các phân thân Phật Thích Ca từ vô lượng muôn ngàn ức cõi khác đồng đến ngồi xếp bằng trên tòa sư tử dưới cõi các cây báo trong 8 phương. Những thị giả của các phân thân Phật
Thích Ca cùng bạch hỏi về lai lịch của các Bồ Tát từ đất vọt lên. Chư Vân Thân Phật đáp: Bồ Tát Di Lặc đã hỏi Phật Thích Ca, Phật sẽ đáp, vậy hãy chờ. Khi ấy Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Di Lặc: Hay thay lời nói của Di Lặc, ta sẽ tuyên bày trí tuệ, thần thông, sức mạnh và uy thế của chư Phật, vậy hãy một lòng và tinh tấn mà nghe ta nói. Sau khi nói một bài kệ lặp lại cái lời vừa nói, Thế Tôn kêu Bồ Tát Di Lặc nói: Những Bồ Tát đông vô số kể và đã từ đất vọt lên đều do ta giáo hóa chỉ dẫn. Sau khi ta đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả đều là bậc đã điều phục tâm mình, lòng sanh ý đạo, và ở trong hư không phía dưới thế giới ta bà, tất cả đã từng đọc tụng thông suốt kinh điển, phân biệt trong cái chỗ nghĩ suy và sửa cho ngay thẳng những nhớ tưởng của mình. Này Di Lặc, các Bồ Tát ấy không thích ở chỗ đông người ồn ào, mà thường ưa ở nơi vắng lặng, siêng tu tinh tấn, chưa hề ngơi nghỉ, lại cũng không dừng bước ở nơi cái cấp nhân thiên, mà thường thích được trí tuệ thâm sâu, không còn vướng phải một chướng ngại nào, lại cũng thường vui chơi pháp Phật, một lòng tinh tấn cầu cái tuệ vô thượng. Lời nói của Phật đây là nó có hàm cái ý dạy cho chúng ta ấy, là Bồ Tát thì người ta không có thích cái chỗ ồn ào, cho nên là Phật tử chúng ta, tôi xin gợi ý cái chỗ này. Cái người mà tư duy sâu về kinh điển, người ta có một cái vui của kinh điển, mà ta không thích cái ồn ào, ta không thích cái ca, cái nhạc, cái hát, cái sướng, cái cuộc vui của người thường đâu. Trong kinh Diêm Ma Cật là Bồ Tát Diêm Ma Cật dạy cho các chư thiên nữ là những người đam mê về ngũ dục, mà khi nghe được cái pháp môn là vô tận đắc, tức là truyền bá chánh pháp, họ trì tu học chánh pháp, rồi lúc bây giờ là các vị thiên nữ nó có một cái vui riêng, mà các ma vương thiên ma mà mời trở về, ta không có về, ta không về cái cảnh vui thú của thiên ma nữa, mà ta vui cái vui của người ta. Thành ra cái này tôi nói rồi các Phật tử để ý, nếu chúng ta mà còn thích những cái vui thú của ca, của nhạc, của chơi, của đám tiệc thế gian á, là ta tu tập chưa tốt lắm đâu. Nếu mà cái người mà thật sự mà tu đi trên con đường giải thoát giác ngộ, mà người ta tìm thấy được cái vui của đạo Phật, là ta không còn vui cái kia nữa. Nếu mà vui những cái của thế gian nữa thì cái kinh điển của các vị nó bị phai mờ lần. Thành ra những cái điểm này Bồ Tát ưa ở cái chỗ vắng vẻ, thường siêng năng tinh tấn, không thích cái chỗ ồn ào, mà ở cái chỗ vắng vẻ thường nghĩ ngợi, tư duy, cầu những cái trí tuệ thâm sâu. Những cái trí tuệ thâm sâu mà các vị mà để ý, mà các vị cầu trí tuệ thâm sâu là học một bài kinh về rồi đó, về biết bao nhiêu đề tài để cho các vị cầu cái trí tuệ thâm sâu. Mà khi mà cái đầu cái trí tuệ mình mà tư duy những cái thâm sâu đó, là các vị sẽ nhận thức ra nó từng vấn đề của Phật pháp. Rồi một ngày nào đó các vị sẽ thấy thì trong cái lúc mà đi đứng nằm ngồi, đi chơi đi bời ngoài đồng ngoài ruộng, các vị sẽ thấy Phật pháp hết. Cho nên rồi cũng như là cái chuyện mà mình đọc tờ báo, mà tôi nói cái chuyện đó, cái chuyện đó đọc tờ báo chuyện vui đùa của người ta đấy chứ, nhưng mà tôi cũng là nghĩ ngợi vô cái kinh điển, mà phải chân lý đó. Từ chỗ đó ta suy ra cái chân lý của cuộc đời, vấn đề lâu mau, vấn đề mất giấc mộng nam kha, tức là nó tùy theo từ cái chỗ đó mà suy gẫm ra ai là người đọa địa ngục vô giác bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu ngàn năm, cũng từ những cái vấn đề đó mà ta suy ra. Hết giờ rồi, ngồi cái này. Chúng sanh vô biên tề nguyện độ thiện nam mô tăng tề nguyện đoạn
hương thệ nguyện thành. Chưa một lúc nào yên dòng suy nghĩ của tâm ta, như sóng biển lớp này đùa lớp khác. Biển dù rộng mênh mông bát ngát, vẫn có một bến bờ yên tĩnh bao la. Hãy biết bước qua đầu ngọn sóng, bước qua chao đảo tâm mình, bỏ lại đêm dài hướng đến bình minh. Ơi những con sóng dập dồn không ngớt, khi vào đến bờ trải trên mặt cát, sẽ cảm nhận đời bọt nước phù du. Nhìn mây trắng bay ngang trên mình thật vô tư, sẽ tìm thấy cho mình nẻo về cõi tình. Ánh trăng nhẹ chiếu trên đỉnh đầu, sau cơn mưa đổ trong bầu không gian, kiếp người tựa cơn sóng khơi, tâm ta chẳng khác biển khơi muôn trùng. Từng cơn sóng bão mịt mù như bao nghiệp dữ muôn trùng bủa vây. Sóng cao là nghiệp đang xây, tưởng thân khẩu ý đang gây trong đời. Tìm vào cõi tình thênh thang, không còn tham ái giận hờn si mê. Cõi đời ta gắng tu tâm, tiến thân giải thoát vô dư niết bàn. Muốn mau vượt thoát cõi luân hồi, tâm ta như ánh trăng dầm sáng soi. Tìm vào cõi tình an vui, tâm ta định tĩnh niết bàn không xa. Tâm tiến thân giải
luân hồi. Tâm ta như ánh trăng dòng sáng soi, tìm vào cõi tịnh an vui. Tâm ta định tĩnh niết bàn không xa, tìm vào cõi tịnh an vui. Tâm ta định tĩnh niết bàn không xa.